Xin chào các anh em, tình hình triệu hồi khô máu của các anh em tại banner vũ khí đến đâu rồi? Mình cũng dự định chờ cái thông tin từ phiên bản 1.4 thì chắc khoảng chừng 2 tuần nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ có cái thông tin chính thức về phiên bản 1.4. Tuy nhiên là cái banner này thực sự quá là quyến rũ đi các anh em, và tình hình chung thì thấy các anh em rất nhiều đang khô máu và mình không muốn xa rời các anh em, mình cũng muốn sẽ theo các anh em xem coi mình và các anh em ai chúng ta sẽ may mắn hơn. Và cây vũ khí mình cần lúc này đó chính là cây trượng hộ ma. Và nếu như mà ra cây trượng hộ ma thì chắc chắn là mình sẽ khô máu hu thao đến khi nào ra thì thôi. Ok, không lằng nhằng, chiến thôi. Từ cái banner của Gan Yu và nhờ mình nạp vé tháng thì bây giờ mình đã tích lũy được 9.515 nguyên thạch cộng với lại 14 vé triệu hồi. Tính ra thì nó nằm đâu đó khoảng chừng 74 vé, và với 74 vé này thì chắc chắn mình sẽ nhận được một cây vũ khí 5 sao. Còn ra cây nào thì mình cũng chịu, không cách nào biết được. Và đây là lần đầu tiên mình triệu hồi đối với lại cái banner re-up vũ khí này. Cái triệu hồi vũ khí này đau tim lắm các anh em. Kể cả những cái đại gia giống như là Ten Ha chăng nữa mà triệu hồi cái này cũng vẫn phải là rú lên. Tại vì là nó thực sự rất là may rủi. Ok, đã lên tiếng, ra cái gì nào? Ngon, chương nhạc lang thang dành cho Mona Lisa là chuẩn bài luôn. Sau này nếu như mà có một con pháp sư đánh cái kiểu mà sốc sát thương vụ hồ nổ hạt nhân trong vòng 10 giây thì chương nhạc lang thang vẫn là một cái vũ khí cực kỳ ngon dành cho những con pháp sư giống như vậy. Và sau khi mà bóp một ra thì chúng ta quất hẳn luôn cú 10. Thực ra thì mình cũng không dám mong chờ gì nhiều, chỉ còn một cây vũ khí 5 sao mà mình sử dụng được. Rồi càng nhiều vũ khí 4 sao càng tốt, nhất là khi mà đã tập trung lại để chúng ta có thể tinh luyện lên cao. Wow, ra cái kiếm đơn tiếng hét của rồng rồi các anh em. Nếu như mà không tính bàn nham kết lục thì đây chính là một trong những cây vũ khí tốt nhất dành cho Kashin. Tức là mình không có Kashin đâu, vì vậy cho nên là cứ để đó. Kiểu nào rồi trong tương lai mình cũng sẽ triệu hồi ra Kashin mà thôi. Kashin có chạy đằng trời. Ok, và chiến thuật của mình là sau khi triệu hồi nhau. Ok, và chiến thuật của mình là sau khi triệu hồi 10 vé thì chúng ta sẽ gõ từng vé một để đến khi nào mà nó ra 4 sao thì lúc đó chúng ta sẽ lại triệu hồi nhân 10. Ok, và tiếp tục là những cái màn vô hạn kiếm 3 sao. Có lẽ là trong tương lai kiếm tiếp rồi các anh em, và chúng ta có cây giáo mới Thương Thiên Nham. Thực sự ra thì mình đánh giá cái cây Thương Thiên Nham này nó cao hơn cái cây Bàn Nham Cổ Kiếm. Tại vì đơn giản thôi, vùng đất Ly Dê thì chúng ta sẽ có nhiều cái nhân vật sử dụng giáo hơn là sử dụng trọng kiếm. Và nói chung là Thương Thiên Nham thì chúng ta còn xếp đội hình được, chứ còn mà Thiên Nham Cổ Kiếm thì hiện tại mình cũng không biết là xếp đội hình như thế nào nữa. Ví dụ như là Hu Tao đi thì chúng ta có thể xếp được Xin Châu, Zhong Jun, Sang Lin, Zhong Li vô trong đội hình. Và nếu như mà dùng cho Sao Zhong Li thì có vẻ là sẽ hơi khó khăn trong cái việc xếp đội hình một tí, khi mà chúng ta không thể tối ưu được số lượng thành viên xuất thân từ Liye. Tại vì Sao thì nó cần Sprout, Jin hoặc là Venti là xuất thân từ Mondstadt. Còn Zhong Li thì luôn luôn nó cần một cái nhân vật hệ Nham đi kèm. Vì hiện tại Nham xuất thân từ Ly Dê thì có mỗi Ninh Quang thôi. Ok, khô máu tiếp nào. Wow, Sprout các anh em, ngon cơm. Mình không có ý định triệu hồi Venti và sẽ sử dụng Sprout thay thế cho cái vị trí của Venti. Và việc triệu hồi ra nhiều cái cung mệnh của Sprout, đây là một cái điều rất là may mắn đối với mình. Ok, tiếp tiếp. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn rồi khi mà ra hàng loạt những cây vũ khí 4 sao cũng như nhân vật 4 sao mà mình có thể sử dụng được. Wow, tiếp tục tím đã tới rồi. Ngon ngon, vô vô. Ồ, Thiên Nham Cổ Kiếm. Không 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 được kỳ vọng, tại vì mình thật sự là mình không hề có ý định sử dụng cái cây Thiên Nham Cổ Kiếm này. Tuy nhiên không sao, quất luôn 10 vé tiếp theo nào. Vẫn chưa ra vàng các anh em. Ok, để xem coi ra cái gì nào. Wow, Ninh Quang. Được, ổn các anh em. Ninh Quang chính là một cái nhân vật 4 sao DPS thuộc dạng mạnh nhất và dễ sử dụng nhất. Mình cũng có ý định sẽ giới thiệu lại với các anh em về cái nhân vật này, tại vì cái nhân vật này khi mà ảnh hưởng bởi cái cung mệnh, đặc biệt là những cái cung mệnh cao á, là nó thay đổi lối chơi cũng như là cái cách đánh combo nó ra rất là khác biệt. Nhìn thì thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà cách lối đánh cũng như là combo của cái Ninh Quang này khá là phức tạp. Vì vậy cho nên là mình sẽ giới thiệu với các anh em trong những cái video sau. Và đã đi quá nửa chặng đường rồi, vì vậy cho nên mình quyết định vào trong cái lều của Hilly Chất để thay đổi phong thủy xem nó có may mắn hơn không nha. Gõ từng vé một cho nó hồi hộp nha các anh em, tại vì bây giờ nó đã tiến dần tới cái đảm bảo rồi. Và khi mà tiến dần tới đảm bảo thì bắt đầu là cái tỷ lệ triệu hồi nó đã tăng lên rất là cao. Bây giờ không còn là 1-2% nữa, là bây giờ nó đã lên tới 5-7% trên mỗi vé triệu hồi rồi. Ơi, this, vàng chóe rồi các anh em, hô ma đến rồi, hô ma đến rồi, hô ma đến rồi. Đường cùng của sói. Không biết nói gì cho ngầu luôn bây giờ các anh em. 50-50 và cuối cùng là đường cùng của sói nó đã chọn mình. Và giống như là Mithy nói, còn thở là còn gỡ. Còn mười mấy vé cuối cùng, biết đâu đấy hộ trưởng hộ ma nó sẽ về chỉ với lại mười mấy vé cuối cùng mà thôi. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải thay đổi phong thủy cái đã. Ok, chiến tiếp nào, 10 vé triệu hồi luôn chứ còn mình không thể chờ được nữa. Ôi, tím à.
tiếng hát của rồng tiếp các anh em cũng được, mình cũng thích tiếng hát của rồng. Ngay vé đầu tiên thì nó đã ra món tím, vì vậy cho nên nếu như mình gõ thêm một cái nữa thì chắc chắn là cái món tiếp theo đó sẽ là tím tiếp, đúng không các anh em? Ê, ra thương thiên nham. Wow, tiếp theo là chương nhạc lang thang nữa, ngon. Ba tím trong một lần triệu hồi, tính ra là lời quá đúng không các anh em? Nhất là khi cả ba cây vũ khí này đều dùng được. Nếu như mà nó ra cái thiên nham cổ kiếm mà kể cả ra 5 cây một lúc thì cũng không ăn thua đúng không? Còn nó ra ba cây này thì mình đánh giá là rất là cao. Ok, chắc là không ăn thua rồi các anh em. Bây giờ chỉ là những cái nỗ lực cuối cùng thôi, những nỗ lực cuối cùng. Hy vọng với những cái nỗ lực cuối cùng này thì trưởng hộ ma đã sẽ về. Có lẽ là không không nổi đâu các anh em. Tuy nhiên là trong 20 ngày nữa thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng nỗ lực một lần nữa để cho ra kỳ được thêm một cây vũ khí 5 sao. Với một cái tỷ lệ nào đó mình sẽ rước được trượng hộ ma. Và nếu như mà có trượng hộ ma thì chắc chắn là mình sẽ rước Hu Thao đi kèm. Còn nếu như mà không ra thì có lẽ là mình và Hu Thao không có duyên với nhau. Chúng ta có lẽ là sẽ không thuộc về nhau. Wow, ra cái tím rồi, xem ra cái gì nè. Tiếp tục tiếng hét của rồng. Có lẽ là rất nhiều anh em cần cái cây tiếng hét của rồng này lắm, nhưng mà triệu hồi không ra. Còn mình thì tuy không cần lắm, mình chỉ có giữ để mà chờ Catherine về thôi. Thì nó lại ra ào ào. Mình nghi miHoYo này lắm. Chắc là nó canh chúng ta có những cái hero nào, thì nó là thường ra những cái món ngược lại với cái hero đó của chúng ta. Nhìn chung là không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên là Ti Lục thì lại được hưởng lợi khi mà có đường cùng của sói. Và đa số những cái vũ khí 4 sao và những cái nhân vật 4 sao là mình đều sử dụng được. Nếu mà nhìn về tổng thể thì mình khá là lời các anh em, khá là lời so với lại cái mình bỏ ra. Điều cuối mình muốn chia sẻ với các anh em thì cái triệu hồi này nó rất là may rủi, chúng ta tùy thuộc vào cái điều kiện bản thân thôi, chứ không nên cố quá thì thành quá cố đó. Đằng nào thì các anh em cũng sẽ có được những cái nhân vật mình yêu thích thôi. Ví dụ như là mình đây, ngay tại hai cái banner đầu tiên, đó là banner của Venti với lại Klee, là mình hoàn toàn không triệu hồi ra bất cứ một cái gì cả. Phải qua đến tận banner của Child Tatalia thì mình mới bắt đầu triệu hồi ra được một cái Tatalia đầu tiên. Nhưng mà sau đó thì ngay tại banner thường thì nó ra hàng loạt luôn, thậm chí là nó ra hai con liên tục với nhau. Và Genshin Impact chính là một game đường dài, vì vậy cho nên đau rồi thì thôi, chúng ta sẽ cất gọn vô một góc và chờ những cái cơ hội tiếp theo. Ok, và anh em nào mà triệu hồi ra trượng hộ ma hãy cùng bình luận xuống bên dưới để mình chúc mừng các anh em. Bye bye tất cả các anh em, và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.